Đây, hôm nay em lên một con đực lẻ cho anh em nhá. Đực lẻ bộ to chườm nhá anh em nhá. Đấy. Đực lẻ nhá. Đực lẻ luôn á. Đấy. Đó. Lên cho anh em nhá. Đó. Anh em nào muốn bộ to mà hàng khủng. Đấy. Hàng khủng. Và nó là dòng bộ phấn hồng âm thổ. Anh em cứ tự cảm nhận thôi. Đeo vòng vàng cam. Đấy, anh em. Bộ siêu to luôn. Đấy. Con này em bao ship cho anh em là 650k nhá. Đuôi dài, mỏ dài, mắt đỏ, ngực hồng, đầu trái chám, âm thổ, phao xám. Anh em yên tâm là những cái dòng này là tuyển, anh em yên tâm là tuyển cả một đống chim mới được một con đấy, cả một đống chim mới được một con đấy. Rồi quay ra rồi đấy, anh em nhìn này, phách thiên ngang như là quan văn trường luôn, mỏ siêu dài luôn đấy. 650k clip này là clip đây. Ở lồng số 3 nhé. Đấy. Bắt đầu là thấy giật mình xuống cầu. Đấy. Hết giật mình em bật cái đèn ở lồng số 3 nhé, em gọi là cứ ở cái con ở lồng số 3 đi. Đó. 650k bao ship. Đó. Em rõ không? Đấy. Em cho nó dễ. Đấy. Đây. Hôm nay em lên con này nữa này. Mắt đỏ. Đấy. Âm thì con này là âm thổ này. Thổ khá là rõng rạng, khá là gần luôn. Chân siêu đỏ, mắt đỏ siêu đỏ luôn. Đây. Nhìn. Con này em đặt tên là clip số 10 nhá. Clip số 10. Đấy. Tối hôm nay là tối ngày mùng 7 tháng 10 này. Đấy. Em gọi là clip số 10. Mắt đỏ hình cườm, chân thì siêu đỏ luôn. Bao đực. Đấy. Bao chim thổ. Đấy. Chim này là được khoảng tầm 6 tháng tuổi. Con này ưu điểm của nó là dòng chim khá là thuần. Chân đỏ, ngực hồng, bắp chuối. Đấy. Đã ra giọng. Bao chim trống. Đấy. Anh em nào cứ đúng tầm mắt nhìn. Đấy. Cảm thấy đúng tầm mắt nhìn, chân siêu đỏ luôn này. Đấy. Con này em bao giá cho anh em 1,6 triệu bao ship nhá. Con này được cái ưu điểm rất là thuần. Đấy, rất là thuần và chim bộ rất là khá, âm rất là khá. Đấy. Anh em nhìn clip số 10 này. Đấy. Như vậy là trong cái video này em sẽ lên hai con. Một con ở cái lồng số 3 là con đực lẻ, chim để nuôi khách, 650 bao ship. Đó. Đó. Chân rất là dài luôn, chân cực kỳ dài luôn anh em nhé, mỏ dài, chân dài. Đấy. Ok chưa ạ? Em sẽ quay chân đỏ. Con này thì siêu siêu thuần luôn anh em nhé, cực kỳ siêu thuần luôn. Siêu thuần luôn. Ok, em xin dừng video tại đây. Đấy. Đây. Còn anh em nào thích cái dòng mà nó thích cái dòng mà nó thuần, nó gáy nhúc nhắc suốt ngày thì là chơi cho em con này. Đây. Gáy nhúc nhắc suốt ngày luôn. Dòng này thì em gọi là cái clip số 20 này. Đây. Anh em nhé. Anh em nào con này thì nó cũng mới được khoảng 4 tháng thôi. Được cái là nó hay hay gáy và thuần.
em để cho các bác là 1 triệu, 1 triệu bao ship luôn. Đấy. Con này thì nó là hàng siêu thuần, thuần nhất trong 3 con. Và nó ở đây thì nó gáy thường xuyên, buổi chiều nào nó cũng gáy. Đấy. Chiều nào nó cũng gáy. Clip số 20. Đây, số điện thoại anh em có thể gọi vào số này. Đấy. Đấy. Dòng này, dòng con này nó là dòng siêu thuần luôn. Đấy, cườm cũng là cườm vừa phải. Con này là cổ chum, mỏ này mỏ bồ câu. Đấy. Tướng cũng khá là dữ dằn, phao sáng. Đấy. Dòng chim này là dòng chim nó tợn chim, hay gáy, nhanh thuần. Đấy. Đấy. Nôm na là như vậy anh em ạ. Đấy. Rất là cụ thể, clip số 20, giá 1 triệu bao ship. Đấy, anh em sẽ lên cho anh em một con nữa. Đấy, một con nữa để cho anh em chơi. Đấy. Lên cho anh em một con nữa nhá. Lên cho anh em một con nữa. Đây. Đây. Con này là đây. Con này là ở cái lồng số 13. Đấy. Ở cái lồng số 13. Đấy. Hay còn gọi là clip số 30 nhá. Con này móng dài. Móng siêu dài luôn. Đấy. Xuống cầu. Đấy. Móng phao xám. Chim thì cánh tiên. Đấy. Đấy. Anh em để cho nó xuống, nó đứng lên cầu. Anh em xem. Đấy. Đấy, hình hài. Đấy. 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 Đứng lúc này quen rồi. Con này để giao lưu cho anh em là bao ship 800k luôn nhá anh em nhé. Con này là nó là cái là chỉ được khoảng tầm 3 tháng rưỡi thôi. Chim da rộng, gáy đứng đồng khá là thuần. Đấy. Buổi chiều nó cũng vẫn gáy bình thường mà. Đồng này là gáy đấu gù đấu rồi, da rộng, giọng thổ anh em nhé. Đấy. Gọi là có mã số và có giá tiền rất là công khai để cho anh em đi chợ. Đấy. Tí nữa em sẽ lên một vài con đực lẻ. Một vài con đực lẻ non nữa. Đấy. Đó để anh em chơi khách. Anh em chơi khách. Đấy, clip số 30. Đấy, clip số 30. Và clip số 40 em lên nốt. 40 này thì anh em nhìn đeo cái vòng xanh. Clip số 40. Con này mắt rất là đỏ.